Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Dung Dinh Trái Đất Đại Chiến thứ 3 do Kỳ Vân Cư Sĩ biên khảo như sau. Đức Huỳnh Giáo Chủ tiên tri, còn ngoài chiến tranh thứ 3 bùng nổ chắc chắn sẽ khởi từ vùng Trung Đông. Khi cuộc chiến ở Trung Đông tạm ngưng sẽ đến vùng Á Đông. Trích chuyện bên thầy. Trong kinh giảng xưa, Đức Tứ Thánh cho biết thế chiến 3 kéo dài 7 năm. Chừng nào dứt giặc 7 năm, ông bà ăn Tết một năm vui mừng. Ngòi nổ thế chiến 3 khởi từ Trung Đông năm Mèo Quý Mão 2023, khói lửa dằn dai đến năm Rắn Ất Tỵ 2025 thì tạm ngưng. Kế tiếp binh lửa chuyển sang Á Đông Thái Bình Dương từ năm Ngựa Bính Ngọ 2026 đến năm Gà Kỷ Dậu 2029 mới chấm dứt. Sau đây là bài về lô tô thiên cơ Dung Dinh Trái Đất Đại Chiến thứ 3 do Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết. Ngày mùng 10 tháng 8 năm Kỷ Tỵ 1989 tiên tri thế chiến 3 khởi từ năm Mèo Quý Mão 2023 đến năm Gà Kỷ Dậu 2029. Cậu kêu cô bác một lát rồi chờ, nói giảng nói thơ nói giờ sắp tiệt, đây rồi ly biệt chia rẽ sạch trơn. Đừng có thua hơn nghe đờn cậu khải. Dù ba hay bảy, dù sãi hay chùa, gió thổi nó lùa trôi ra biển ái. Nếu không hối cải chắc chắn phải trôi, lẻ bạn cút côi cậu ngồi hưu quạnh. Từ đây so sánh phong cảnh dã tan, thành mảnh gò hoang bạc vàng cũng mất. Tiền muôn dấu cất nó cũng trốn đi, cậu thấy đã nguy thời kỳ đã đến. Thuyền kia xa bến cậu đã lui rồi, dân tộc Nam ơi khó ngồi mà nghỉ. Về đi hoan hỉ thế kỷ gần bên, không gì cũng rên không đền cũng mất. Thì giờ cảnh vật cậu thấy hoang liêu, thương xót mới kêu nuông chiều mới dậy. Ai khôn ở trại ai dại ở nhà, sẽ đến kia cả trò đâu có rõ. Nghe rồi đừng bỏ cây cỏ cũng tan, thành mảnh gò hoang thành đô hoa lệ. Chửi ta thấy kệ khi rể đừng buồn, đạo sĩ điên cuồng lang thang vất vả. Nợ can phải trả quả nọ phải đền, mới được vào nền thánh vương lập vị. Kêu trong anh chị chắc bị lao tù, đừng võng đừng dù dáng tu giải thoát. Đây là kỳ chót cậu nói lô tô. Kêu chị kêu cô trầm trồ đạo lý, dáng tu cho kỹ hoan hỉ thứ tha. Đổi cửa đổi nhà đổi sông đổi núi, đổi giờ đổi buổi đổi chuối đổi tang. Đổi ở trần gian tiêu tan không có, nghe đi cho rõ sáng tỏ như đèn. Đừng ngợi đừng khen nhiều phen khổ lắm, từ đây gọi tắm mới thấy mây rồng. Hãy dáng lập công chớ là khổ sở, bây giờ trả nợ trời phạt chúng sanh. Chớ giật chớ dành chị anh chi đó, vàng muôn bạc bó sắp sẽ đốt thiêu. Ở tỉnh bạc liêu quỷ yêu đầy dẫy, chắc rằng cậu thấy tỉnh đó tiêu tan. Tịnh biên nhà bàng ở miền châu đốc, có than trách móc cũng phải tiêu điều. Trà vinh mai chiều cũng tan ra nước, thấy rồi biết trước không thể trở tay. Nói mãi nói hoài nói dài ngày tháng, nói không có chán nói dáng con cờ. Sự thế đến giờ còn mơ chi nữa, binh trời khói lửa giặc loạn tứ phiên. Sự đến không hiền cho dân được hiểu, đừng nên trách kiểu lại với nọ kia. Là một tấm bia cho trần dòm được, không lui một bước không khước không từ. Hãy dáng đi người làm sao cho vẹn, mài gươm cho bén trí tuệ của ta. Chặt đứt tà ma tu tâm mới đắc, coi chừng quỷ dắt rồi lại ma lôi. Cướp chức cướp ngôi cướp tuổi cướp bại, từ đây nguy hại các nước ra tay. Cậu nói thầy lay trong ngoài rồi đó, sắp đây là ó ơi hới tràn lan. Mất bạc mất vàng mất làng mất xóm, ngọ mùi ghê gớm thân dậu gớm ghê. Cậu thấy con dê lế mê mà lót, lòng này đau xót không biết làm sao. Nói thấp nói cao nói gào nói nữa, đây là đứng giữa cậu nói trung gian. Cậu nói rồi bàn tỉnh làng nào trước, Trà Vinh khóc mướt châu đốc cũng tiêu. Long Xuyên buổi chiều sụp đê, ông trưởng vàm nao dung dưỡng cũng sẽ tan hoang. Ở tỉnh An Giang thấy ôi rắc rối, màn trời u tối không biết là gì. Cậu nói siết chi tử bi để lại, ai khôn ở trại ai dại ở nhà, sẽ đến kia cả tần qua như thác. Lớp hò lớp hát lớp chát lớp chua, ai thắng ai thua đúng mùa đúng tiết. Sống đi rồi biết hoa nguyệt sắp khai, sự thế an bài số 2 ra trước. Ở miền Cần Đức hải biển gập ghềnh, cậu nói làm tin Dung Dinh Trái Đất, một còn một mất đại chiến thứ 3. Bình Dương kia cả sống coi gánh hát, đủ đào đủ kép, mặt đỏ mặt đen. Nó sắp đua chen khai màn sắp diễn, thấy rồi cầu nguyện sống sót coi chơi, cậu nói là lời nói đời nói loạn. Nói người dẹp dọn hưởng chọn Bảo Châu, nói tỉnh nói khâu nói giàu nói khổ, nói cho hoa trổ bối bổ thêm phần, cậu nói dần lân tam hoàng cốt điển. Nước ngoài sắp diễn châu báu bảy khai, vạn quốc trong ngoài ngũ châu thất vọng. Giờ đừng mơ mộng công cộng việc chi, tiếng giảng dáng ghi lời thầy đừng bỏ. Không chuông không mõ biết rõ cơ mẩu, đạo lý thâm sâu từng câu lượm lặt. Lâm nguy cậu dắt thắt ngặt bớ trò, tu khổ đừng lo có đỏ cậu rước. Cậu về Cần Đức cậu ở một ngày, lợi trốn ba lai ngự thôi một buổi. Cậu đi ơi hỡi khắp cả địa cầu, bốn biển năm châu chỗ nào cũng có. Sài Gòn la ó khổ sở thon von, tu niệm thì còn nếu không thì mất. Vàng muôn có cất cũng phải nổi trôi, biển lửa đây rồi chấm thi ngày trước. Trà Vinh đói trước Châu Đốc đói sau, Long Xuyên cũng gào Cần Thơ khóc mướt. Chắc rằng mấy lượt cái tỉnh đọa đầy, cậu nói đêm ngày nói hoài nói mãi. Nói cho người cái trai gái được nghe, cậu nói vo ve đặt vẻ sóng bùa. Nói cho tài của mất hẳn đừng còn, cậu nói dã non biển kia cũng cạn. Nói cho bè bạn thông hiểu đôi lời, dáng sống người ơi sau đây đầy dẫy. Giờ này chưa thấy các nước ra tay, ai của ai tài ai cao ai thấp. Từ đây trời sắp đem hết ra sân, dụng cụ tối tân nước mình thiêu hủy. Ai là đại kỳ tu học mới còn, sau đứng trên hòn kim cương ngọc báu, đó là Phật bảo cậu nói dùm cho. Nước Nam hóa gò tiên ban Phật thưởng, cậu là huynh trưởng cậu nói đàn em. Dáng sống mà xem bên rèm hớn hở, về đi trả nợ Nam Việt cho rồi, sau có núi đồi báu châu xuất hiện. Ngũ châu nhiều chuyện phong cảnh lạ lùng, nghe tiếng đạo khủng lô tô cậu thuyết. Nghe rồi hiểu biết giấu kín bên trong, không mất tiền đồng mất công chút xíu. Giờ này cậu biểu đủ kiểu sạch trơn, chớ có thua hơn chớ giận. Đây rồi lập trận ở chốn ta bà, tiêu của tiêu nhà tiêu là tiêu lụa, tới màn ác ụa bệnh dịch sạch trơn. Đừng có thua hơn khẩy đờn nhô nhổ, đừng có gây gổ cậu khổ biết bao. Máu nọ còn trào xương kia còn chất, từ đây bay phất ảnh hưởng mùi hôi. Tại chức tại ngôi tại tồi tại bại, tại người nguy hại gây loạn chớ cùng, đâu phải tại khùng ra thơ bí quyết. Tại vì cậu biết cậu nói cho nghe, xuân đến sang hè cậu e nguy biến. Dáng về cầu nguyện nhiều chuyện lạ kỳ, cậu nói làm chi người khi kẻ rể. Đêm nay kinh kệ giáo lý bày khai, dáng sống cả hai coi ngày coi tháng. Coi rồi không chán sẽ dáng đủ màu, lớp Miên lớp Tàu lớp Nga lớp Mỹ, Việt Nam rên gì ơi hỡi làm sao. Nhật Tảo Tần bao kiếp nào trả nợ, nói đây rồi sợ không biết vạn đường, cậu nói tận tường tam hoàng cốt điển. Nghe rồi ngụy biện đừng có giao thông, tặng chú tặng ông đôi dòng chút nữa. Nghe rồi đóng cửa để ý rồi tầm, ta phải xa hầm lũ ma tặc tử, ai ai nấy giữ xác sạch linh hồn. Bảy nhật thiên môn tối tăm trời đất, một còn một mất dân tộc trầm kha, cậu nói cậu la cậu gào cậu thét. Từ đây trời quét dẹp dọn hồng trần, tỉnh ngộ bớ dần rồi đó. Đừng nên la ó cậu lại buồn hưu, các chỗ cậu kêu chắc tiêu hết giáo. Cậu về cầu cáo với lịnh Phật trời, đặng gấp về thời lập đời cho sớm. Tiêu đi ghê gớm lũ quỷ tà yêu, để cảnh để kêu mai chiều khốn khổ. Long hoa gần trổ cậu nói tiếp ra, là con số 3. Trích băng ghi âm lộ huyền cơ năm do đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch năm Kỷ Tỵ 1989 ở chợ Vườn Chuối Sài Gòn. Kết tập sách Tinh Hoa Đàn Kinh trang 136 đến 142, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney ấn tống năm 2000. Lời bình: Thế chiến 3 chia làm hai giai đoạn, 1. Trung Đông, 2. Á Đông. Giai đoạn thứ nhất từ năm Mèo Quý Mão 2023 chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông. Lớp hò, lớp hát, lớp chát, lớp chua. Ai thắng ai thua đúng mùa đúng tiết. Sống đi rồi biết hoa nguyệt sắp khai. Sự thế an bài số 2 ra trước. Cậu về cầu cáo với lịnh Phật trời, đặng gấp về thời lập đời cho sớm. Tiêu đi ghê gớm lũ quỷ tà yêu, để cảnh để kêu mai chiều khốn khổ. Long hoa gần chỗ cậu nói tiếp ra, là con số 3. Lô tô kêu ra con số 2 trước, con số 3 sau. Ghép con số 2 và con số 3 theo thứ tự sẽ có đáp số là 23. Con số 23 là số đuôi đề lô tô, ám chỉ con số cuối năm Mèo Quý Mão 2023, Thế chiến 3 khởi ở Trung Đông, Gaza, Israel, và giai đoạn thứ nhì binh lửa chuyển sang Á Đông từ năm Ngựa Bính Ngọ 2026 đến năm Gà Kỷ Dậu 2029 như sau. Từ đây nguy hại các nước ra tay, cậu nói thầy lay trong ngoài rồi đó, sắp đây là ó ơi hỡi tràn lan. Mất bạc mất vàng mất làng mất xóm, ngọ mùi ghê gớm thân dậu gớm ghê. Cậu thấy con dê lấy mê mà lót. Binh lửa Thế chiến 3 kéo dài từ năm Mèo Quý Mão 2023 đến năm Gà Kỷ Dậu 2029, tổng cộng 7 năm mới chấm dứt. Kinh giảng xưa Đức Tứ Thánh viết: chừng nào dứt giặc 7 năm, ông bà ăn Tết một năm vui mừng. Và sám giảng Người Đời quyển 11 của Sư Vãi Bán Khoai viết: mèo kêu giết tới ai bi, tới gà về ổ dân thì bình an. Trong cơn binh lửa ngút trời sàng sẩy khử trược, Lưu Thanh Hiền còn giữ mất, chết bảy còn ba. Chúng sanh hãy quay trở vào bên trong tu tâm dưỡng tánh thành thật, sám hối ăn năn may ra sống sót, coi đời thượng nguồn thánh đức. Binh trời khói lửa giặc loạn tứ phiên, sự đến không hiền cho dân được hiểu. Đừng nên trách kiểu lại với nọ kia, là một tấm bia cho trần dòm được. Không lui một bước, không khước không từ, hãy dáng đi người làm sao cho vẹn, mài gươm cho bén trí tuệ của ta, chặt đứt tà ma tu tâm mới đắc. Chúng sanh nghe lời đức cậu bần sĩ tu vô vi chánh pháp thiền định niệm Phật, mài gươm trí huệ chặt đứt tà ma. Không tu hình thức bề ngoài giả dối chuông mõ xá phướn rình rang, cầu khẩn tài lộc trói buộc nghiệp trần. Không chuông không mõ biết rõ cơ màu, đạo lý thâm sâu từng câu lượm lặt. Lâm nguy cậu dắt thắt ngặt bớ trò, tu khổ đừng lo có đò cậu rước. Sydney, ngày 23 tháng 11 năm 2023, Kỳ Vân Cư Sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báu để xem.